đi 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 nào. Phố đồ nhỏ con đồ to, tập 363. Không thể lạc đường. Lần này nhất định phải chụp được, không để nó chạy nữa. Chết rồi, thỏ con bị dọa chạy mất. Lại không chụp được. Được tại cái điện thoại này. Quá. Hoàn hảo, tốt rồi. Con đồ to, con đồ to sao không thấy nữa? Con đồ to, con đồ to, con chơi trốn tìm với bố ư? Con đồ to. Con đồ ta đi đâu mất rồi? Mình quên mất. Con đồ ta có đeo đồng hồ điện thoại định vị mà. Sóc con chờ mình với. Bố đồ nhỏ tìm mình ư? Con đồ ta, con chạy đi đâu rồi? Con ở. Bố đồ nhỏ, con cũng không biết mình đang ở đâu. Bố đồ nhỏ, con lạc đường rồi. Con đồ to đừng khóc, giờ con phải bình tĩnh lại. Hít thở sâu theo bố nào. Bố đồ nhỏ, giờ con thấy tốt hơn rồi. Tốt, vậy con nghe theo sự chỉ huy của bố. Ngẩng đầu lên, tìm cái cây cao nhất. Nhìn thấy rồi, có một cái cây cao đến tận mây luôn. Chính là nó. Tiếp theo con hãy đi về phía cái cây đó. Vâng ạ. Bố đồ nhỏ, con đã đến dưới cái cây cao nhất rồi, nhưng không thấy bố đâu cả. Con có nhìn thấy một cây táo không? Cây táo ư? Ở đâu? Nhìn thấy rồi. Bố đồ nhỏ, những quả táo đó sao lại nửa đỏ nửa xanh? Đó là vì phía bên mặt trời chiếu vào thì có màu đỏ. Phải, đó chính là hướng nam. Con hãy đi theo phía của màu đỏ. Bố sẽ đợi con ở phía đó. Được ạ, con sẽ đi ngay. Này con, nhân cơ hội này phải dạy cho nó một chút khả năng tìm đường mới được. Con đồ to, tiếp tục đi về phía trước. Đi tiếp nhìn thấy cái gì? Phía trước dưới bóng cây có một bãi nấm. Tốt rồi, đứng ở chỗ bãi nấm đó. Nhìn về phía trước thấy gì? Trước mặt có hai con đường. Con không biết nên đi theo con đường nào. Con đồ to, trước tiên con đi tới đầu đường. Sau đó đi về phía có tảng đá lớn. Được ạ. Đi về phía có tảng đá lớn. Bên này. Bố đồ nhỏ, cuối cùng con đã tìm thấy bố rồi. Con đồ to giỏi lắm, tự mình tìm được đường về. Sau này không được tự mình chạy lung tung nữa. Càng không được rời khỏi tầm mắt của bố mẹ. Con biết rồi ạ. Nếu lỡ như con bị lạc trong rừng thì việc đầu tiên là gì? Không được hoảng loạn. Đúng rồi, sau đó phải nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Có
thể dựa theo các đặc điểm cao thấp, màu sắc, ít nhiều, lớn nhỏ để xác định vị trí của con. Nhớ chưa nào? Con nhớ rồi. Cuộc thi marathon kỳ lạ. Bố về rồi đây. Đây là cái gì ạ? Bố đã đăng ký tham gia cuộc thi marathon gia đình năm nay. Thứ bảy sẽ thi. Đây là áo thi đấu của cả nhà do bố mua. Cả nhà chúng ta đều phải tham gia. Tuyệt quá. Em cũng phải tham gia sao? Đương nhiên rồi. Đây là cuộc thi marathon gia đình. Cả nhà đều phải tham gia. Ở chỗ nào thế? Ở công viên ngoại ô. Tuyệt quá. Sau khi thi xong còn có thể đi dã ngoại. Được. Vậy xem ra nhiệm vụ chủ yếu của em là chuẩn bị bữa ăn dã ngoại rồi. Chúng ta phải đứng thứ nhất. Thứ nhất. Xin mọi người chú ý. Các gia đình phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ của cuộc thi. Gia đình nào dùng ít thời gian nhất sẽ thắng. Chuẩn bị. Đi thôi. Mau lên, mau lên. Bố đồ nhỏ, chúng ta về thứ nhất. Đúng thế. Tuyệt quá. Kia, kia là cái gì? Thế này thật quá đáng. Rõ ràng biết có cuộc thi, sao không dọn dẹp đi nhỉ? Bố ơi, chúng ta dọn dẹp vũng nước này đi. Nếu không những người phía sau sẽ bị thương đấy. Nói hay lắm. Chúng ta tự làm thôi. Giờ thì tốt rồi, mọi người không cần dẫm vào nước nữa. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đây là mùi gì vậy? Mùi này kỳ lạ quá. À, là cái đó. Bố đồ nhỏ, đây là cái gì? Đây là phân bò, bẩn quá. Phân bò đâu có bẩn. Trên thảo nguyên, nó là vật quý đấy. Dân du mục còn đi nhặt phân bò cơ. Dân du mục nhặt phân bò về để dội đi ở bồn cầu nhà mình à? Không phải, phân bò khô có thể dùng làm chất đốt. Nhưng tình hình hiện tại phải làm sao? Chúng ta đâu thể gọi dân du mục tới nhặt được. Vậy chúng ta tự làm thôi. Bên kia hình như có dụng cụ. Bố cảm thấy chúng ta đều biến thành bò hung rồi. Lát nữa nhớ rửa tay đấy. Được ạ. Không thành vấn đề, mẹ bò hôn. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bố đồ nhỏ, chỗ phân bò đó ở đâu ra vậy? Đương nhiên không thể do người mang tới. Vậy nghĩa là gần đây có bò ư? Không phải chứ. Sao lại có nhiều bò ở chỗ này thế? Chúng ta đuổi bò đi thôi. Bố đồ nhỏ, chúng ta ngay một con bò cũng không làm được. Nhiều bò thế này, phải kéo đến lúc nào đây? Con bò này cũng khó đối phó quá. Để em xem thử. Xem bảo bối của em đây. Sao lại như thế nhỉ? Mẹ tập về. Em rất có trí tưởng tượng. Nhưng mà nguy hiểm quá. Mau lùi lại đi. Con có cách. Có điều bố đồ nhỏ phải vất vả một chút. Con định làm gì? Đừng có bắt bố đi đấu bò nhé. Bố không đi đâu. Bố đau lưng lắm. Bố đồ nhỏ, chăn bò vui thật đấy. Con thích cuộc thi marathon thế này. Có rất nhiều thứ thú vị. Vạch đích ở trước mặt chúng ta rồi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Chúng ta cố lên. Cố lên. Vị trí thứ nhất có phần thưởng là gì ạ? Gia đình em đúng là về thứ nhất. Có điều... Yeah, chúng ta về thứ nhất. Có điều làm sao? Tôi là trọng tài. Giờ tôi tuyên bố gia đình anh không đoạt giải. Vì sao chứ? Vậy không công bằng. Nhà em về sớm nhất mà. Đúng thế. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nhà anh chị suýt nữa đã phá hỏng đại hội thể thao gia đình độc đáo lần này. Đợi một lát. Đại hội thể thao gia đình độc đáo ư? Không phải là cuộc thi marathon gia đình ư? Cuộc thi marathon gia đình là vào ngày mai. Hôm nay là đại hội thể thao độc đáo.
Tôi đã nghe các nhân viên kể lại, gia đình anh chị thật biết cách làm rối loạn, lấp chiếm ải vật vụn nước của chúng tôi, còn dọn sạch hết tất cả những đống phân bò chúng tôi dùng cho cuộc thi nhặt phân bò. Còn nữa, đuổi hết đàn bò sữa đạo cụ mà chúng tôi dùng cho cuộc thi vắt sữa đi. Tôi thấy nhà anh chị rõ ràng là tới để phá đại hội thể thao độc đáo mà. Sao lại thành thế này? Bố đồ nhỏ nhớ nhầm thời gian rồi. Anh thật là hại cả nhà mình vất vả không công rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao đâu, cho dù là cuộc thi gì, con đều chơi rất vui vẻ. Ngày mai chúng ta vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Hả? Lại thi nữa sao? Vậy chúng tôi lại phải bận rộn rồi. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.